Mình làm gì tại mình sống chung? Làm gì đâu, bây giờ có đâu có làm được nữa. Bây giờ có ba vợ thì ba bị tai biến. Dạ. Học sinh thì có quen có nhiều, nhưng mà quen ở trên ruộng không có làm gì được hết. Sao vậy? Hồi đó thiệt thà quá, thấy gái sợ muốn chết. Trời ơi, ở đứng này thì mà đứng tôi quốc bên kia xong rồi. Đó. Nhổ cá. Rồi sao thấy? Đã nhổ cá. Không có lại gần hả? Không đâu, không có đâu. Nhổ cá. Trời, tới chừng mà đi cưới mà chưa rách được cái tay mà nữa. Thật kỳ vậy? Hả? Giải mới ngu. Đem cưới xong đồng phòng không dám nắm tay luôn hả? Trời ơi, có dám đâu. Cũng như mình lẽ đâu có dám nhà... gì. Không dám nói gì hết trơn. Cái giường vậy là coi như là ông nằm ở ngoài thì bà nằm ở trong đó. Sợ lắm. Sợ hả? Sợ chú, hồi giờ chưa quen. Chưa quen mà chưa tìm hiểu với nhau gì hết trơn. Không biết, biết rồi rồi. Động bả có gì xảy ra. Quyền Linh chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Tình Trăm Năm. Hôm nay chúng ta sẽ gặp gỡ cặp đôi tình trăm năm, đó là chú Đào Minh Hưng 72 tuổi và cô Thu 69 tuổi. Một cuộc không biết có đẹp hay không, một cuộc tình không biết có xảy ra nhiều mâu thuẫn hay không, một cuộc tình như thế nào đây thưa quý vị. Và bây giờ chúng ta sẽ chào đón chú Đào Minh Hưng. Trời, 72 tuổi mà còn thả lưới ngoài sông kìa quý vị. Chú Hưng cho Quỳ Linh gặp chút xíu chú Hưng ơi. Rồi, chờ chút, chéo thôi, thu lưới. Vô luôn, chèo vô luôn. Chào anh. Chú biết con không? Ra đây con cụ, buồn cho. Mấy vụ này con cũng quen lắm mà, lâu lâu làm lại rồi. Chú Hưng là quê đâu chú? Mình quê ở Tuy Phước, ngoại ô Quy Nhơn á, giáp với Quy Nhơn. Giới thiệu quý vị đây, chú Đào Minh Hưng. Chú này nhiều tuổi vậy? Đúng là sinh 1952 nhưng mà làm giấy có 1953, thì nay là 72. 72, dạ. Từ Bình Định chú vô đây là năm mấy? Mình vô từ năm 2000. 2000. Chú vô sao chú vào cái đảo Thiền Liền này ở? Ồ, sao nói chuyện nó dài quá. Dài quá hả chú? Nói đúng ra mình ở đó mình đi lưu lạc ở đây cũng gì miên cồn manh áo, chứ còn mình đâu có dám nói đi tìm đường. Ai cứu khổ. Chú có mấy người con? 5 đứa. 5. Lớn nhất nhiêu vậy? Lớn nhất nó sinh năm 78. 78. Rồi nhỏ nhất là nhiêu? Chắc nhiều quá không nhớ. Đúng rồi. Cô là tên gì chú? Bà vợ là bà là Nguyễn Thị Hồng Thu. Hồng Thu. Bà trong giấy bà sinh năm 1947. Bà lớn hơn tôi. Vậy đó hả? Ừ. Chứ mà thật ra là bà nhỏ hơn tôi, chứ làm sao bà lớn hơn tôi được. Bây giờ vậy nè chú. Bây giờ Quỳ Linh đi vô nhà thăm cô với chú. Rồi mình trò chuyện luôn. Đúng rồi, được. Chứ ai ngồi ở ngoài đường xá về thấy kỳ quá. Dạ. Mời mấy anh em vô nhà chơi. Dạ. Chú ở đây giờ, hiện nay chú ở nhà này với ai? Chỉ có hai chồng già thôi. Hai chồng già rồi, mấy người con ở đâu? Con thì đông nhưng mà nó ở trên phố á, đi làm. Giờ chứ hai ông bà già đây thôi. Tuy sinh đông nhưng mà chừng cuối cùng già không còn. Trời đất ơi. Rồi mình làm gì tại mình sống chú? Làm gì đâu, bây giờ có đâu có làm được nữa. Bây giờ có ba vợ thì ba bị tai biến. Dạ. Chào cô ạ. Chào cô ạ. Bị tai biến rồi. Dạ, con chào cô. Chào chú. Bây giờ con nói chuyện với chú Hưng ở ngoài kia rồi. Dạ. Mới vô đây gặp cô. Cô biết con không? Biết mà qua trên tu quy á. Dạ. Nhìn chú kế lắm. Nhưng mà này coi TV thấy Quỳ Linh có đâu không? Không. Dạ hơn chú Hưng luôn á. Quỳ Linh đang đóng phim. Biết rồi. Dạ đang làm phim. Hôm nay mạo muội đến thăm cô chú, trò chuyện với cô chú về cái câu chuyện tình của cô chú. Dạ. Cô là với chú là xưa ở Bình Định luôn hả? Ở cùng quê luôn. Cùng quê luôn. Mà khác xã kế bên. Bình. À, ngày xưa là cô với chú quen nhau luôn năm mấy chú nhớ không? Nói chung là cái lớp của mình không có quen, mà cha mẹ đặt đâu rồi con ngồi đó mà hên. Hên cái là không trúng ổ kiến lửa, trúng ổ lửa thì chật. Ủa vậy là ba mẹ là có người làm mai? Đúng, người làm mai. Năm đó cô bao nhiêu tuổi? Hồi đó bà 19 tuổi à? Nói đúng ra là cái hồi đó là mình học sinh thì có quen có nhiều, nhưng mà quen ở trên ruộng không có làm gì được hết. Sao vậy?
hồi đó thiệt thà quá, thấy gái sợ muốn chết. Trời ơi, tôi nói với các anh, nó kêu mình, nó rủ mình đi uống nước ha. Thì uống nước mình không lẽ mình đến nó bao, mình bao uống nước ăn chè rồi đi coi xin ơi, mà không làm ăn gì được á, ngu tới mức quá ngu. Mà ta làm ai rồi lấy cô luôn. Thì cha mẹ đặt đâu đó chứ mình đâu có dám cãi đâu. Nghe nói làm con sao mà áo mặc qua khỏi đầu được à. Cho nên hầu đó là cái cha mẹ chí định, ông già bà già hầu nhà cũng có ruộng đất làm. Bà này thấy bà làm nông mà giỏi lắm. Thấy cô Thu làm mà nông giỏi, xong có người làm mai rồi cái bà chịu luôn. Ờ, ưng ý. Nhưng mà lúc mà dẫn ba mẹ bà Mai và mối dẫn qua gặp cô á, thì chú thấy cô lúc đó là sao? Có thấy đâu, trời ơi, bà mình đứng này ha, mình với bà gì á, bà làm mối với đi có bà già nó ở đứng này, thì bà đứng túi quốc bên kia sông nè, đó nhổ cá chứ làm sao mà thấy đã nhổ cá. Không cho là gần hả? Không đâu, không có đâu, nhổ cá chứ tới chừng mà đi cưới mà chưa nách được cái tay bà nữa. Sao kỳ vậy hả? Vậy mới ngu. Giống như bây giờ thôi, ai nói chứ giờ nắm kéo tới nha. Thế hồi đó thấy gái sợ muốn chết. Lúc mà người ta làm mai chú cho cô á, thì cô có nhìn thấy rõ chú không? Thấy chứ mà cũng làm không nói chuyện gì được hết á. Không nói chuyện luôn hả? Nhìn thấy lúc đó chú đẹp trai thấy quyền cái rồi vậy, đứng vậy đó, thấy xa xa vậy đó hả? Tại vì mình đứng ở dưới mình dậm lúa nhổ cá này chú, rồi đứng lên bờ vậy thôi cho không có nói chứ gì không được cho hai người lại gần nhìn nhau luôn hả? Rồi cứ đứng ngó rồi đi đứng rồi thấy hết vậy. Từ cái ngày mà đi hỏi vợ, coi mắt vợ biết cho tới mà cái ngày mà cưới á là mấy tháng trời á. Đi hỏi xong rồi mới cưới à, rồi giờ cũng đâu quá đâu đấy, cưới mà về mà coi như cũng được chua vừa dám nắm tay nữa, ngu ghê luôn. Đêm cưới xong đồng phòng không dám nắm tay luôn hả? Trời ơi, có dám đâu. Cũng như mình lẻ đó, đâu có dám này. Gì không dám đó. Nói gì hết trơn. Cái giường vậy là coi như là ông nằm ở ngoài thì bà nằm ở trong đó. Sợ lắm. Sợ hả? Sợ chú, hồi giờ chưa quen mà chưa tìm hiểu với nhau gì hết trơn. Không biết, biết rồi đụng bả có gì xảy ra. Đâu có đem người bên vậy chú, cho em coi chút nhất rụt rịch gì hết trơn. Nằm suốt đêm vậy đó. Trời ơi, chú nằm suốt đêm vậy đó hả? Chứ làm vậy cho mà sợ lắm. Chứ dám làm gì? Tôi còn không dám nói gì với ông. Không biết là dám nói gì xảy ra đụng. Mấy ngày sau ai khều ai? Ai đâu khều, rồi từ từ rồi nấu cơm nấu nước rồi đi vô đi ra vậy nè, ở trong nhà nè. Mấy ngày sau thì mới quen. Chắc không nhớ. Rồi dâu là sao? Ba có nghĩa là dâu. Là từ cái ngày cưới. Là bánh ít đồ mình đi giúp với mình. Rồi ở nhà đàn trai á. À. Nấu cơm nấu nước đồ ăn. Ăn rồi thứ ba bữa là phải cho dẫn đi về phía mẹ chồng à, mẹ vợ á, đó là kêu là gọi là hồi dâu à, đưa em đi về. Đưa về chi? Cũng như bây giờ vậy là cứ chồng ba ngày vậy là cứ chuyện... về bên phía bên vợ vậy đó. Không gia đình thôi đúng không? À. Rồi xong mới dẫn về. Về chứ để ở đâu được. Lúc đó hồi dâu về rồi tối có nằm hai người hai đầu nữa không? Anh em mà cũng không dám nói gì hết chú. Dù hoài vậy? Sợ. Nói chung là tôi nói chú là tôi với ông già là già là hầu chiến tranh bị mất. Mất rồi cái tôi sợ lắm, ở với ông cậu. Nói bà không phải là nhỏ gì, nhưng mà bà cũng lớn rồi, nhưng mà còn mấy đứa em nhỏ nữa. Rồi bà cái, giờ mình không có tiếp xúc với cha mẹ thì mất số. Coi như mối tình đầu rồi đúng không chú? Đó là tình đầu. Bả là cũng tình đầu mà chắc tôi chắc cũng tình đầu quá. Tại vì đâu có dám nắm tay nắm đồ gì. Không có nắm nhau. Lúc mới cưới nhau á thì lúc đó chưa yêu đúng không cô? Cô chú cưới bao nhiêu lâu thì cô bắt đầu yêu chú? Lúc mà mình biết cũng cả tháng đổ lên mới nói chuyện á chú. Mới nói chuyện. Là hầu mới cưới nhau đúng ra là chưa bao giờ nó hiểu là cái chỗ mà nó yêu nhau hay gì á. Nó... Ừ, sao hầu không biết gì hết chú? Tôi lần bắt đầu á là không biết là cứ chồng mãi người nó cứ chồng quen nhau rồi mới có cái thằng con lớn á. Cái thằng con lớn rồi bắt đầu mới nghĩ là mình đi xa vắng là thấy nhớ thấy thương thôi. Rồi chứ còn nó thổ lộ tình yêu như bây giờ mấy lớp trẻ bây giờ không có đúng không? Không có bao giờ. Tức là khi có con đầu tiên bắt đầu đi xa nhớ một chút là bắt đầu yêu rồi đó. Có đứa con đầu là mình mới nảy ra cái tình cảm là mình đi xa thấy nhớ thấy thương. Cưới nhau là năm 76
Năm 76 mà miết cho tới năm 78 mới có con, mới đẻ thằng lớn. 13 năm hay gì vậy cho? Đẻ thằng lớn mà rồi cũng từ đó rồi coi như mình cũng bắt đầu đi đi công nhân đi đi đó. Chú đi suốt vậy cô có ghen không? Hả? Có thương đâu biết. Trời ở nhà lo mấy đứa con sạch trừ. Đúng rồi đó, có thương đâu ghen. Hầu đó sao ngu quá không biết vậy chú. Chú thương cô điều gì nhất? Nói thương theo cái nghĩa tình yêu là coi như mình không có. Không có à, như như bây giờ lúc trẻ bây giờ nó thương da diết mình nào đó ở đó nên nhớ nhớ thì có nhớ thiệt nhưng mà gì ví dụ như giờ từ ngày mà có con gì vậy là coi mình ôm con mình thương mình nựng mình hung hít chứ còn vợ chưa bao giờ biết coi như là cái chưa bao giờ biết nựng biết hung hít cái nào. Không biết luôn trời ơi có dám đâu hung con chứ không hung vợ hả? Không đâu đâu có dám đâu, sợ muốn chết. Trời ơi kỳ vậy. Có bao giờ mà cô chủ động hung chú con gái không? À. Không luôn hả? Chú ai mà tao cho cồn quá nè. Ông là trụ cột mà chú, không ai tao cho tường quá là. Không làm gì hết. Không muốn làm là không làm thôi. À. thấy con gái sợ. Trời ơi, chú nghĩ tôi nhà tôi nuôi con đồ đeo bệnh hoạn còn ấm là ông đi làm công nhân ông chướng gặp mấy lần. Chú nghĩ ruộng đất đồ gì đi làm tới té táo ngày luôn. Đâu có hỏi đâu. Vậy đâu có. Không có tình yêu. Không có sự lãng mạn à. Không có gọi là hôn nhau, ôm nhau này kia. Trời ơi, hậu lo làm đầu tách mạch tối ngọt. Kéo dài gần 50 năm ừ. Nhưng mà không có tình yêu. Giúp đỡ cái, ví dụ như bà bưng một cái gì nặng hay là bà làm một cái việc gì đó mà mình thấy thôi để mình làm đi. Mình làm để cho vợ nó nhẹ hơn. Hoặc là nghỉ tay. Đó là cái đó là tình yêu đó chứ, yeah. Tình thương đó chứ. Nhưng mà cái vấn đề mà nó đậm đà như lớp trẻ bây giờ nó là không có đúng không? Không có đâu. Bây giờ thôi bây giờ Quyền Linh như bà vợ à, nói chuyện gì đó rồi mình xuống cái mình sửa con cháu gì đó ha. Rồi cái lên rồi cái mời mấy anh em ăn tráng miệng. Nói yeah. Tráng miệng chứ đúng là buổi sáng tráng giờ tráng nữa. Dạ cảm ơn chú. Dạ dạ dạ. Đấy nha. À, vậy cứ tự nhiên. Dạ dạ dạ. Con ngồi trò chuyện với cô hả chú ha? Rồi à, cô chú lấy nhau mình đẻ 5 người con ở Bình Định luôn hay sao? Chứ thằng mà Út bây giờ đi học Sài Gòn là đẻ trong này. Tức là bốn người kia đẻ ở Bình Định. Đúng rồi. Rồi sao lý do đẻ bốn đứa xong rồi sao vô tới đây cô? Chú nó khổ quá bây giờ vô này đi ấy đó. Làm thuê làm mướn không à. Rồi khổ quá vậy rồi mấy đứa con ở vô học Sài Gòn hả chú? Rồi sao nuôi bốn đứa con được? Rồi thì đi dây. Trời ơi đi dây rồi cứ đi làm thuê làm mướn vậy. Chú ước một cây vàng vậy là một năm trả ba chỉ. Trời ơi khóc lên khóc xuống. Rồi ví dụ giờ tôi dây chú nha. Mà tôi nhắm lên đây là tôi trả không được. Cái tao vậy hai vợ chồng tao năn nỉ chú. Năn nỉ nữa thôi chú tha đi cho tha cái lời. Rồi đó từ từ gỡ lần chứ lấy trả. Rồi cứ vậy à. Rồi cái từ từ khổ quá rồi cái chú mới thấy vậy. Rồi mấy người rú đi vô đây nè. Chú mới đi theo à. Tưởng đâu chú ái với ai gì mà khổ quá. Khổ hơn nữa hả? Khổ hơn vậy luôn. Bốn đứa con từ Bình Định vô đây luôn. Vô luôn. Rồi sanh cái thằng mà giờ đi học Sài Gòn á. Trời đập đồ gỡ nhà bớ trơn à. Bây giờ cô còn gia đình còn ai không? Gia đình em chị em gái và mấy người cũng có chồng có đồ ở riêng hết rồi. Là Bình Định đó. Bình Định. Rồi Sài Gòn đồ vậy à mấy người. Có bao giờ cô về Bình Định không? Trời ơi tai biến đi cũng được chú. Đi dài phải có người cõng xuống đà. Rồi cõng lên xe đồ vậy thành đi cũng được. Chứ cũng nhớ lắm mà đi không có được. Dạ yeah. Đây nè. Vừa rồi là chú tính là cuối tháng 2 chú về đám giỗ ông nội bà nội nè. Nhưng mà không biết hôm bữa sao tôi nằm mà tôi không có hay chú. À, 2 giờ sáng à. Sao mà bình thường không có gì hết. Mà sao chú thức hồi phía chú vô thấy coi như là tự nhiên mình một mồm một mép rồi xì vậy chú. Vậy cái ông thấy vậy mới đỡ lên rồi ta kêu giật chân gì á. Rồi đỡ ngồi dậy. Ngồi dậy rồi lái viết áp cấp cứu rồi đưa uống cho bữa không có ổng là tiêu à. Trời ơi. Có bao giờ ngồi khóc một mình thấy tủi thân không cô? Tủi chứ cô. Tủi mà không làm gì được mình dừng lại chứ không tao viết áp nó lên. Ừ. Thành bây giờ không dám gì hết trơn. Cô có hay ngồi khóc một mình hả? Lúc đó cô suy nghĩ gì?
Tại vì mình nghĩ giờ ví dụ tôi bệnh dài rồi chứ, sao con mình nó làm gì nó ăn hả chú? Mình sợ vậy đó. Rồi giờ là chỉ có mình chú chăm sóc cô thôi. Chú, ông á, ông à, tắm rửa giặt giũ con nước rồi là ông hết rồi chú. Vậy đó. Còn tôi giờ chỉ ví dụ như có cái cháu đó đó, tôi lấy cái ghế tôi ném ném để tôi đùa cái nhà vậy thôi, chứ còn ông hết toàn bộ hết á. Dạ. Thuốc, đi lấy thuốc định kỳ rồi chú xuống trả nhận rồi là chú toàn bộ hết á, chứ tôi không có làm được. Bao lâu con về để thăm cô chú mà? Lâu lâu lễ rồi vậy, Tết rồi nó giận ái vậy nó đi. Ví dụ thằng ta, đứa nào có dù nó cho 300, 200 gì cho, cứ mình tiện tiện vậy chú, chứ giờ lấy gì đâu mình tiêu. Chứ nó cũng có vợ, có con, nó học hành ở thành phố đó chú. Đứa con nhất kia đang làm gì? Thằng lớn nó cũng hớt môn, nó làm gì? Ừ, tôi cũng rành chú. Nãy giờ có 100, 200 gì, đứa nào cho nhiêu cho vậy à. Chứ nó không lo cái vợ con nó đó chú. Chứ đâu có ai đâu. Trời ơi. Tôi lo nhất là thằng Út á. Chanh 203 đó chú. Trường cho mấy triệu học bổng 2 triệu đó. Vậy cũng mừng chú, có nó cũng đỡ. Chứ còn không có mình lấy gì đâu, sai sợ. Những lúc khó khăn không có thì cô đi vay mượn ở đâu? Không có thì bên đây nè, mấy người cho dây hả chú. Cứ kẹt không, ví dụ chưa tới tháng con chưa cho tiền hả chú. Vậy là lại mình ấy đỡ vậy là 1 tháng 1 triệu 50 á. 50 mà trả chứ đâu với anh đỡ chú. Ai vợ chồng kêu tiết kiệm vậy, có gì ăn nói vậy. Dạ. Cô mong cái điều gì cho gia đình của mình? Trời, mơ ước lắm chú mà chờ không được. Mơ ước ví dụ con cái rồi làm em có tiền hả chú. Rồi chú chăm tôi là đừng có bệnh là tôi quý hết gì hết. Đỡ bệnh là con nó khổ tạo nó. Cô chú lấy nhau mấy chục năm vậy thì có những lúc nào mà cãi nhau kịch liệt không chú? Nói vậy là anh nghe nói nên vợ chồng chén úp trong bát trong sắn thì coi lâu nó cũng khua, thì vợ chồng làm sao mà khỏi được, nó đương nhiên nó phải có. Lúc cãi nhau thì ai sẽ nhường ai cô? Chắc có lẽ là coi mình. Tôi nhường nhiều nhất á chú. Chứ chú ông còn vậy chứ ông cũng nóng lắm. Tôi nhường hết. Nhường hết luôn. Mình hòa đồng với nhau, mình sống có hạnh phúc mà vậy. Chứ không mà khua nữa bế chén ra. Mỗi lần mà cãi nhau thì nếu mà chú nóng là cô nhịn. Đúng. Cô nóng là chú nhịn. Đúng. Rồi chứ ông đâu cãi hoài ai chịu nổi. Chứ nếu mà tôi lớn hơn ông bỏ tôi ai nuôi. Thì vậy rồi. Cái hồi mà chưa bệnh á thì nói chung là cái sự mà cự cãi nhau là nó ít. Không có, hồi đó không có chứ. Nhưng mà từ cái ngày á mà bà bệnh, cái tâm tính cũng có hơi nhăn mướn. Cái chuyện không đáng nhưng mà phải làm. Cũng như bây giờ là bà bệnh tới nay là 22, 24, là tính ra 12 năm. Tôi nói thật, nói mình không ấy, nhưng mà cái hồn mà nuôi trong bệnh viện, có những lúc có những người phụ nữ họ nói này nói nọ, họ cũng quen rồi họ nói. Nhưng mà mình không bao giờ, mình cũng nói tào lao rồi, nói vậy rồi mấy chị không biết có trong bụng của chị có thương mình hay không mà mình đâu có hiểu được. Nhưng mà mình luôn luôn mình nghĩ là coi mình chẳng những mình có vợ mà còn có mấy đứa con nữa. Nếu như mình á mà làm những cái điều gì đó cấu gắt hay là mình này nọ với bà vợ thì sợ con nó buồn. Mà con nó buồn cũng đồng nghĩa là con nó lo, nó không có học hành được. Nào, bây giờ mời mấy anh em ra ăn miếng cháo với gia đình cho vui. Cháo gì chú? Cháo móng tay. Cái con đó, là ở trên thành phố không có đâu. Dạ. Con đó trên thành phố không có bán. Dạ, chỗ nãy con với chú ngồi từ đầu á. Chỗ đó có gió mát. Dạ. Chứ còn ở này nóng, tuy là có quạt thôi chứ nóng. Dạ. Quạt mát thôi. Dạ. Ít chú, tôi ít à. Mình làm thẳng ấy đi. Thầy chú. Mình làm thánh này. Bữa này móng tay mình mua ở đây là cào hả chú hay là? Mua chứ. Cái thằng đó nó vô nó bán hả chú? Ăn đi cơ cô chú. Mời hết. Ngày xưa là cô nhà lo cho 4 người, 5 người con. Nấu nướng cho chú luôn hay là chú nhà nấu nướng phụ cô? Chú đi công nhân mà lâu lâu chú mới về. Hồi xưa bà làm ô xin. Bây giờ là coi như mình làm ô xin. Đó, anh thử dạ, con. Nó giòn nó. Hồi đó chú làm đi dưa lưới nè. Là chú chạy thiệt đi lưới hay là chú chở cô đi dưa lưới? Không. Mình ở quên có đem vô cái chuồng.
cái xuồng đó là nhôm cái, cái vỏ đạn của máy bay á, bông xanh á, bông xanh á, người nó thả ra, người ta mới gò cái vỏ đó, gò cái xuồng nó nhỏ hơn, rồi đem vô đây, rồi mình đi thả, cho nên nó nhẹ lắm. Còn cái xuồng đó là mình thả ngày được nhiều, thả ngày được nhiều tôm cua không chú? Thả cũng có cá ăn thôi. Cá kiếm ăn à chú? Kiếm ăn cá, ăn mình khỏi đi chợ thôi chứ. Cả cuộc đời của chú cô là cứ đi làm suốt, nuôi chồng nuôi con. Có bao giờ cô đi du lịch chưa? Bà đâu có biết, hồi giờ bà không biết. Đi vô đây biết đây chứ đâu có biết đi đâu. Không có đi chú. Không có đi du lịch đâu hết trơn. Không biết đâu. Bà lo chăm chồng con chứ bà đâu có. Vậy là cô chưa bao giờ biết hưởng thụ cho riêng bản thân mình hả? Chưa. Thì có chú là đi đây đó. Ừ, chú đi. Thì về kể cho con nghe thôi. Chú có đi chứ còn tôi không có đi. Có bao giờ cô ước đi đâu chưa cô? Mình ước cũng không được chú, giờ đi làm sao đi. Bệnh hoạn thân vậy mà đi. Nhưng mà ngày xưa đó lúc mà cô chưa có bị đột quỵ đó, thì cô có ước đi đâu không? Có chứ, có mà không có đi được. Đâu? Mình muốn đi chỗ này chỗ kia rồi đó cho mình biết hả chú? Cảm ơn cô chú rất là nhiều ha. Bữa cháo rất là ngon. Thật ra thì cái tuổi cô chú á là phải giữ gìn sức khỏe. Bây giờ con cháu lâu về thăm, nó cho được nhiều làm nhiều, chủ yếu là giữ gìn sức khỏe rồi đi tới đi lui. Lâu lâu cá đó chú, cá đó. Dạ. Giữ gìn sức khỏe là chủ yếu, tu luyện vậy thôi. Vì ông làm đừng bệnh hoạn là quý hết. Đâu có làm gì được nữa. Sáng đây tập thể dục, không khí đây nó cũng trong lành. Mà có hồng mỏi quá không có đi chú? Mỏi hả? Mỏi. À mỏi hả? Hôm trước đi rồi nó bị té lần à chú, giờ đi nó đeo máy đeo chân quá thành đi lâu lâu mới đi. Bây giờ chú có ước gì cho gia đình của mình không chú? Giờ mình ước làm giàu có hay là ước sung sướng đâu có, cái đó nó cũng hết rồi. Mình cũng đâu làm giàu được nữa. Bây giờ không có làm giàu được nữa mà chỉ mong rằng các con cháu nó được đoàn viên, nó luôn luôn hạnh phúc và con cháu nó thành đạt. Bây giờ để nói với năm đứa con cô thì cô nói điều gì với năm người con của cô? Trời ơi, tôi cũng mơ ước lắm chú ơi. Tôi nói với ông, tôi nói bây giờ tôi với ông cũng quãng đời còn lại thì cũng gần xuống lỗ rồi. Thôi ông đừng làm cái gì rủi tốn thương con mình. Tốn thương con mình trước đó chú. Thành thử khá đỡ ông cũng nghe lời. Có sao tôi nói vậy tôi không có nói thêm. Rồi con tôi vậy. Ba ráng chăm giùm mẹ chứ không là ba không chăm giùm mẹ. Đến nở một con gái tôi, ba không chăm mẹ là con mà con có gì là con không kêu bằng ba tôi nói, đó chết chưa, thấy chưa? Nè ông dữ lắm chú. Nè ông dữ, có sao nói vậy ông cũng nghe lời. Chỉ giờ tôi mơ ước là đừng đeo bệnh gì hết, đỡ cho mấy đứa con nó đỡ thôi, cho nó lo không tạo nghiệp. Thay mặt cho chương trình Tình Trăm Năm, chúc cô chú khỏe. Cùng nhau nắm tay nhau đi suốt một chặng đường trong cuộc đời này, mãi mãi khỏe của chú nha. Cảm ơn anh Diệu Linh, cảm ơn tất cả các anh em ở trong nhóm thì đến thăm gia đình như vậy thì coi cũng mừng lắm. Giờ không biết cái điều gì ra, tụi con muốn đưa câu chuyện tình trăm năm của cô chú cho mọi người xem, để họ thấy mình ở trong đó, để họ có thể học hỏi những cái gì đó, để họ giữ được tình cảm của họ, vợ chồng của họ đến trăm năm răng long đầu bạc y như cô chú vậy đó. Vậy hả? Dạ. Cảm ơn cô chú rất là nhiều. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái cặp tình trăm năm đến từ Bảo Lộc, Lâm Đồng. Đó là chú Nguyễn Văn Sủ 67 tuổi và cô Nguyễn Thị Lan 64 tuổi. Tổng số tuổi của họ là 131 tuổi. Họ kết hôn gần 40 năm. Một cái khoảng thời gian gần 40 năm nha quý vị. Nó rất là dài luôn. Dạ. Để làm sao vượt qua chặng đường đó. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nghe cô chú kể chuyện tình trăm năm. Chào cô chú ạ. Dạ con chào cô chú. Chào Quỳnh Liên, chào Bảo Lan thân mến. Chương trình Tình Trăm Năm rất là vui và hạnh phúc chào đón cô chú đến với câu chuyện của cô chú ngày hôm nay. Dạ. Chú ở Bảo Lộc hiện nay chú đang làm gì ạ? Xin đính chính với Quỳnh Liên với mọi người là trước đây ở Bảo Lộc. Dạ. Nhưng mà chuyển xuống Thủ Đức được 5 năm nay rồi. Đấy, thì dạ. Trong đăng ký thì cũng có nói nhưng mà có thể là dạ. Nhầm lẫn một chút xíu. Dạ, không sao, sao đâu. Đúng dạ. Rồi. Coi như mình có ở Bảo Lộc là Bảo Lộc được rồi. Rồi. Dạ. Rồi bây giờ chú đang làm gì? Bây giờ tôi nghỉ hưu rồi. Rồi trước đây cũng tham gia bộ đội hơn 10 năm. Dạ. Sau đó là tôi chuyển ngành. Chú làm ở lĩnh vực nào giờ trong bộ đội chú? Tôi bên binh đoàn Trường Sơn. Binh đoàn Trường Sơn thì ở ngày xưa binh đoàn chuyên làm đường chống Mỹ, đường Trường Sơn á. Sau khi có cuộc chiến tranh phía Bắc, biên giới phía Bắc
Thì tôi được điều lên làm bên đường N279 à. Chống tàu, chống giặc phía Bắc, chống phía Bắc đó. Đúng rồi. À, nhắc đến Trường Sơn mà không thể quên được là Trường Sơn đông, Trường Sơn tây, bên nắng đốt, bên mưa quay. À, Trường Sơn một cái hai cái chữ nó rất là thiêng liêng hả chú hả? Trải qua biết bao nhiêu năm tháng để hình thành cái con đường Trường Sơn đó. Còn cô lúc trước cô làm gì? À, cô thì trước kia cô là cô làm bên kế toán ngân hàng đầu tư ở Sơn La. Sơn La luôn hả? Ở Sơn La luôn. Cô ngay thị xã Sơn La. Rồi. Vậy là cô ở Sơn La, còn chú là quê gốc ở đâu? Quê mình thì ở gốc Nam Định, cô ở bên Ninh Bình. Thì cái cuộc tình của tôi thế này, tức là tôi khi mà đơn vị điều lên làm cái quốc lộ 2N279 để chống giặc phía Bắc ấy, thế là trong quá trình làm việc thì tôi là có nghề kỹ thuật, tôi học kỹ thuật về cầu đường, thì tôi làm việc ở sư đoàn bộ, ở sư đoàn 391 của binh đoàn Trường Sơn đó. Sau đó thì hàng quý tôi để phải ra ngân hàng đầu tư của vợ tôi để thanh quyết toán về khối lượng, vì quân đội làm nhưng mà vẫn phải có cái quản lý của nhà nước về người ta chi cho để quân đội làm đường, mà mặc dù thời bao cấp nhưng mà cái việc sổ sách các thứ vẫn. Khi ra làm việc với ngân hàng đầu tư thì mình có cái lợi thế là có một cái bà chị họ, bà chị họ chị làm ở trong đó, bà cũng bộ đội, bà chuyển ngành và bà làm hành chính thì đánh máy thôi. Thế thì trong quá trình ra làm việc thanh quyết toán thì mình ở ngân hàng đầu tư thì cũng có 4-5 cô gái, trong đó có cô vợ tôi bây giờ. Thế thì tôi cũng về lúc mình có tuổi rồi, cũng có tuổi, có năm đó chú bao nhiêu? Khoảng 27-28 rồi. 27 lúc đó cô 27. Chắc cô lúc ấy khoảng 24-25 rồi, 25 rồi. 25. Thế trong quá trình ra làm việc thì mình cũng vì con trai chưa vợ mà bộ đội thì mình cũng muốn tìm hiểu con cô nào đó để kết bạn. Nhưng mà 4 năm cô. Dạ 4 năm cô, lần sau chú đúng không ngó ai mà chú ngó mỗi cô Lan vậy thôi. Thực ra chú cũng nghiên cứu tất cả 5 cô luôn. Nghiên cứu nhưng không phải là nghiên cứu cái gì sâu sắc đâu, cũng nghĩa là mình cũng thông qua ngày này, thông qua ngày kia mình tìm hiểu cô này là quê ở đâu này, bố mẹ thế nào này, bố mẹ làm việc gì này. Rồi về nói chung là lịch sử gia đình người ta nghiên cứu hết, nhưng lý do tại sao cái đúng rồi lý lịch cô này lại nghiêng về với chú? Thì có đặc điểm gì không ạ? Cô này thực ra mình cũng phải nói thật là tiếng sét với cô này thì không có tiếng sét, đúng không? Trong quá trình nghiên cứu thì dần dần khi mà nghiên cứu các cô kia, mình như kiểu mình sơ tuyển ấy, thì mình loại dần lại dần một người này gia đình họ không hợp với mình, họ giàu quá mình không nhà mình thì nghèo, ví dụ thế. Hoặc cái cô kia thì chảnh chúa quá mình không thích, thí dụ vậy, đúng không? Còn cô này thì là rất là ít nói, hiền lành thùy mị. Đấy, mình lại con người cũng là lính thì thật thà hiền lành chất phát thì mình cũng thích người nó như vậy. Đấy, thế bắt đầu với nghiên cứu, đi sâu vào cô này luôn, đi sâu nghiên cứu luôn. Thế bắt đầu với lân la với làm quen thì bắt đầu xin về nhà chơi. Đấy, cô này thì cô ấy ở Ninh Bình nhưng mà cô được ông anh trai là đưa lên Sơn La, thị xã Sơn La là học cấp 3 trên đó. Yeah. Đấy, học cấp 3 trên đó thì sau học cấp 3 xong ông anh lại cho đi học trường ngân hàng. Đấy, thì mình tư tưởng của mình là bây giờ là trước sau về cái nghề nông nghiệp ở Nam Định thì khổ lắm, không bao giờ khá được. Cho nên cái tư tưởng của mình ý là dứt khoát phải lấy một cô nào đó phải có nghề bên nhà nước hoặc cái nghề gì đó. Chứ không chấp nhận nghiên cứu sâu rồi tính toán tính toán đồng đếm nữa. Đúng rồi. Đếm nữa. Thế thì bắt đầu về quê thì rất nhiều người làm mối làm mai cho mình ở quê ấy. Đấy, thế bây giờ mình bảo thôi, bây giờ về nông nghiệp thế này thì gay lắm, mình ở bộ đội thế này, vợ làm nông nghiệp, bây giờ một năm về thăm vợ được mấy lần, vợ nó khổ lắm, thì bây giờ tốt nhất là nghiên cứu cô nào gần mình, gần đơn vị, đúng không? Coi như rồi có nghề ngân hàng nữa, tháng nào cũng gặp hết rồi, đúng rồi, quyết toán là gặp luôn. Vậy là đấy. Con gái mà gọi là nít nhẹ nhàng, ít nói ha, rồi dịu dàng thì cũng thuận lợi lắm. Nói nhiều như con khó lấy chồng lắm. Nói nhiều như con khó lấy chồng mà làm MC được. Còn ngược lại đó, ngược lại thì cô thấy ấn tượng gì về chú nè? Thực sự là với chú thì cô nhìn bề ngoài thì cô cũng rất ưng rồi. Cái thứ nhất là màu áo lính. Cái thứ hai là tính tình cô thì qua cái bà chị bà kể thì cô rất ưng. Nhưng mà bản chất của cô thì rất là nói là thiếu tự tin cũng không đúng, nhưng mà cô rất là mặc cảm mê cô. Vì lúc là cô thấp rồi cô đi công tác thì xe đổ, cô bị gãy chân.
Đó, nên là cô rất là ngại khi mà thông qua bà chị thì hiểu hết về anh, về chú. Nhưng mà thực sự là cô cũng cứ... Không tự tin lắm. Không tự tin lắm, nên là cô khi mà quen nhau cũng rất lâu. Cũng phải gần từ năm 84 mà cho đến năm... Đến giữa năm, giữa năm 85, 86 thì chú mới đặt vấn đề. Nhưng mà thực sự là cô cũng đặt hết vấn đề. Cô em như thế, em thấp này, những người bên ngoài rất là cao ráo, rồi đẹp. Rồi em bị gãy chân này, như thế này thì anh xem là có nên không. Chứ không rồi sau này em sợ lấy nhau thì thế này thế kia. Đấy, cô nói như thế. Thì chú giải thích là rất là chân thành. Chú có anh yêu em chứ không phải là người ta yêu em. Mà anh là xác định là yêu là chân thành, là xác định là làm vợ, chứ không phải là yêu lung tung, nên là em cứ yên tâm. Thì nói chung là khi mà chú trả lời những cái câu rất là mộc mạc mà chất phát, nên là cô đồng ý nhận lời yêu chú. Chú yêu chân thành chứ không phải yêu chân gãy. À, chân thế bây giờ lại tiếp tục. Khi mà cô có chấp nhận cho mình về thăm chỗ cô ở, tức là với anh trai đó, thế mình đã thấy là có tín hiệu là cô chấp nhận rồi. Đấy là vui rồi. Thế sau đó là khi xuống nhà anh trai thì thấy gia đình anh trai với lại có bố nữa nhỉ? Có bố, đó, bố cô nữa. Thì thấy gia đình nhà anh trai với chị dâu với lại bố nó là đối với mình rất là quý mến. Tất nhiên mình phải thế nào đó người ta quý mến. Đấy. Thế thì lại đây tạo thành một cái động lực cho mình nữa. Là mình đã yêu cô rồi, nhưng mà được gia đình mình cảm thấy mến nữa thì mình càng cái động lực nữa. Đấy là đến một khúc. Sau khi mà quyết định rồi thì bây giờ vào báo cáo đơn vị là bây giờ tôi quen và yêu một cô ở ngân hàng đầu tư tỉnh Sơn La. Thì báo cáo các thủ trưởng là cho tôi xin nghỉ phép về quê để tìm hiểu gia đình ở dưới quê. Đấy, tôi có chương trình lại về dưới quê nhà cô này, gốc Ninh Bình này. Ở dưới gốc Ninh Bình lại có bà mẹ ở dưới gốc Ninh Bình, có một số anh chị em dưới đó. Thì tôi báo cáo đơn vị xong tôi mới xin phép về quê. Về quê nhà tôi ở Nam Định, xong rồi tôi sang Ninh Bình. Mình nói câu điều tra cũng hơi quá, nhưng mà tìm hiểu để xem gia đình, lịch sử gia đình thế nào. Đấy. Gia đình anh chị được bao nhiêu người, rồi các nghề nghiệp gì, rồi mẹ nhà thế nào, hoàn cảnh như thế nào thì có nghĩa đấy. Thế về nhà đây cũng có thuận lợi đó là mẹ cô Lan, mẹ vợ chú giờ đấy là với lại mấy anh chị em rất là quý. Đấy nên lại thêm một cái động lực tiếp nữa là mình lại quyết tâm. Như là áo lính mà về quê thì ai cũng thương, ai cũng mến hết ha. Đó là cũng thuận lợi, giống như cô nói là cái màn áo màu xanh đó ha. Nhưng khi về quê đó, ở dưới quê có ai theo đuổi cô không hay là không? Ở trên Sơn La suốt mà dưới quê học lớp 7 xong bắt đầu là anh đưa lên Sơn La, không ai biết hết. Đúng rồi, là cũng không ai thay đổi cô. Nhưng mà khi cô có biết cái chuyện là chú đi về quê của cô để mà tìm hiểu không con? Không, những lần cô đi học ở đại học thì cô về thì chú cũng về. Nên là chú về chú hỏi hết, rồi chú qua sang hàng xóm hoặc chú hỏi là điều kiện rồi ăn ở như nào thì cô cũng biết. Nhưng mà cô thấy kinh tế là cô lại mừng, bởi vì là chú những người mà yêu những cái đấy, thích những cái đấy là những người rất tốt và sống chân chất. Còn những người mà người ta không yêu cái đấy và người ta không lấy như thế thì nó lại có vấn đề. Ta quay qua cô đường yên tâm, họ sẽ qua đường luôn. Con lại cứ sợ là cô mang một cái cảm giác là khó chịu khi mà cô đúng chú lại tìm hiểu kỹ quá. Cũng có người sẽ khó chịu. Không, cô lại mừng. Cô lại thấy những người đó là người rất là chân chất và vậy sống đó. Rất thật thà. Cô và chú rất là hợp nhau. Đúng luôn đó cô. Bởi người ta có yêu mình ta mới tìm hiểu. Đúng rồi. Còn người ta muốn qua đường người ta kệ nó, tới đâu hay tới đó. Nhưng mà đặt trường hợp ví dụ như chú về quê mà chú tìm hiểu, lỡ trong gia đình cô nó có một cái nhân sự nào đó lấn cấn chút xíu rồi sao, rồi không lẽ cô chú chia tay? Người ta tìm hiểu đây là thông cảm, để là chia sẻ cho mà tìm hiểu để chia tay. Đúng không chú? Đúng, nhưng mà con hỏi thì mà. Ví dụ như lúc đó đi về quê là ví dụ như chú thấy là ở gia đình, lý lịch gia đình cô nó có cái điều gì đó lấn cấn rồi, chú có chia tay cô không? Thì cái đó là mình phải xem là mức độ lên mức lý lịch như thế nào. Đấy, thì mình mới nghiên cứu tiếp. Thế còn bây giờ lại kể tiếp. Sau khi mà về quê xong mình thấy được rồi thì mình lại ly trả phép về lên đơn vị, mình báo cáo với sư đoàn trưởng. Lúc ấy mình ở phòng tham mưu mà, thì mình trực tiếp làm việc sư đoàn trưởng luôn. Báo cáo thủ trưởng là em quyết định là yêu cô Lan này, ngân hàng đầu tư. Ủa thế mày khôn thế mà lấy gái ngân hàng đầu tư à? Bố có gì thì hợp duyên nhau thôi, chứ khôn với dạ thì có. Thế là sau đó là ông nói là bây giờ thôi cậu về nói cô người yêu nó khai lý lịch. Trời đất. Xong cho địa phương hoặc là cơ quan xác nhận và lý lịch. Đây vì sao ông nói là lúc ông nói là mày thôi. Mày là phát triển tiếp, vì lúc mình là trung úy thượng úy rồi mà.
cái năm 84, 85 á. Mày còn phát triển cao nữa nên là dứt khoát là phải được thẩm tra lý lịch bên vợ, đạt yêu cầu thì mày mới lấy. Còn nếu mày vẫn cứ tìm lấy thì mày sẽ ra quân. Ý thì tức là người ta muốn phát triển mình cao lên thì phải cái quy lý lịch bên vợ là phải sát. Đúng rồi, chính xác. Phải sát. Đấy. Và phải kêu cô xác nhận lý lịch. Đúng là cô khai lý lịch, có cái mẫu lý lịch ấy. À, khai vô. Đúng rồi, khai vô xong là đi tìm người yêu mà còn phải khai lý lịch nữa. Đúng rồi. Cũng khó chịu. Hình như bây giờ ngay cả trong ngành công an là các chiến sĩ là lấy vợ là cũng phải khai lý lịch ba đời lận. Chính xác. Công an bộ đội là được, là còn ba đời. Rủ người yêu mình tao không khai, tao làm biến rồi sao? Chẳng sao biến được. Phải khai. Quy định của luật đã yêu nhau thì phải chấp nhận chứ. Dạ. Sao có chuyện? Một là ra khỏi ngành, còn hai là khai là đủ điều kiện thì mới cho lấy. Vậy là cô chắc là thương chú lắm cô mới làm điều đó đó. Đúng không cô? Đúng, cô thực sự là khi mà nói chuyện hoặc là một thời gian với viết thư, cô với chú ở xa nhau suốt nên là viết thư nhiều, nên là cái tình cảm của chú thì cô với nó là tuyệt vời. Dạ, chân chất rồi đó, yêu rồi đó, lúc là yêu rồi đó. Ủa nhưng mà chú tìm hiểu cô vậy, cô yêu cô có tìm hiểu chú đó, đủ ông này. Con đang tính hỏi là cô không, có tìm hiểu chú không? Cô thì tìm hiểu qua cái bà chị họ. Thì là bà chị kể chuyện là rất là tốt. À. Hai bố mẹ là đều đảng viên hoạt động công tác của xã của phường. À. Nghĩa là ở trong cái xã đấy là ông bà đều là đảng viên và hoạt động. Bà phụ nữ, còn ông thì làm cựu chiến binh giết hết. Chứ đi... có về Nam Định họ hỏi hả? Cô không hỏi. Thường cô hỏi qua bà chị. Cô qua bà chị. Nói chung bà chị nói lắm quá rồi. Cho nên là tìm hiểu cho có thôi. Quá chắc chắn. Đúng rồi. Đấy, quá chắc chắn. Trong những lá thơ chắc lãng mạn tình cảm lắm nè. Nói chung là không lãng mạn. Đến khi mà lấy nhau mấy chục năm cũng không có tí lãng mạn nào. Trời đất ơi. Nói chung là như thế. Nên là thư thì rất là chân chất. Thư có thao túng tâm lý. Không, nói chân chất lắm cháu ạ. Nếu mà đem lên là đọc thì chắc nhiều người buồn cười so với bây giờ. Cô có thể gửi một chi tiết nào đó, một cái đoạn thư nào đó mà chú biết. Giống như là Lan yêu, anh thấy Lan như một cái nhánh lan rừng. Không, mà... ví dụ như là chỉ nói một câu thôi nhé. Nhưng mà xa em mới có vài ngày, như là kể cả hàng tháng, hàng năm. Ví dụ như thế là nói tình thương yêu của chú đối với cô. Nên có, là cô thương. Cuối thư có hôn em rồi hay là... Tất nhiên cái đấy là ngày xưa là cô với chú, cô nói là xấu hổ luôn đó. Bây giờ nếu mà theo yêu bây giờ á, là không có lãng mạn chứ. Không, bây giờ con hỏi nè, từ cái lúc mà tìm hiểu cho tới cái lúc quyết định yêu nhau, cho tới cái lúc quyết định mà cưới nhau, là chú là có hung cô được cái nào không? Lại còn cái kể tiếp. Bây giờ khi mà nhận lời yêu nhau, quyết định yêu nhau, bắt đầu mình lại trở lại đơn vị. Vì đơn vị mình cách chỗ cô là khoảng 70 cây số, mà đường ở miền núi thì đi 70 cây vất vả lắm, không đơn giản đâu. Bây giờ nếu mùa mưa đến là hầu như là nó tắt đường. Đấy, cho nên là cũng khó khăn. Nói chung là trao đổi thư từ thôi. Thì hai người mới thống nhất nhau là bây giờ cứ một tuần một lá thư. Đấy, một tuần lá thư thì cứ bên này nhận được thì bên kia lại nhận được, cứ một tuần nữa thôi. Sau đó khi mà cách chỗ đơn vị 70 cây, sau đó là chú vì là cán bộ kỹ thuật của sư đoàn, cho nên phải xuống các trung đoàn để kiểm tra, để nghiệm thu. Thế lại đơn vị lại điều mình đi sang Lào Cai nữa cơ. Lại đi bộ từ Sơn La sang Lào Cai, đi bộ mất 2 ngày rưỡi. Đấy. Cho nên là sang nghiệm thu bên đó được khoảng, ở đấy được khoảng 2 tháng. Mà trong cái lúc mới yêu nhau mà các thứ thì nhớ nhung ghê lắm. Chỉ muốn gặp thôi. Nhưng mà bây giờ mình trước khi ấy rồi, trước khi đã nói với người yêu rồi, vợ rồi. Bây giờ em đến với anh như thế, nhưng mà anh là lính. Cho nên cái việc tình cảm, cả về tình cảm vật chất đối với em là sẽ phải hy sinh. Thì có chấp nhận được thì chúng ta đến với nhau, thí dụ thế. Thì cô là cũng yêu mình rồi thì thôi, phải chấp nhận thôi. Đấy, thế còn cái đoạn mà hôn ấy với lại ấy là thậm chí nhá, nắm tay còn đang ngại. Đấy, nắm tay nhau còn đang yêu ngại. Yêu nhau quá mà nắm tay sao ngại chú? Ngại. Tức là cái lúc nó vậy. Cái thời đó. Cách đây 37 năm thì nó ngại thì ngại chứ phải nôn nóng nắm tay một cái, hung cái cho nó tới đâu tới. Bây giờ hôn cô ấy. Ngại hay là cô ngại là đúng rồi, còn mình đàn ông mà hai người đều ngại hết. Ngại hả? Chú nhớ cái hôn đầu tiên không? Ở đâu? Cái hôn đầu tiên ấy là trước khi sau đăng ký kết hôn xong. Dạ. Đăng ký kết hôn xong mới không? Tức là đăng ký kết hôn xong bắt đầu là về tối hôm đó là ở chung hôn một cái. Không ở chung là sao ở chung được? Kết hôn là phải ở chung chứ. Không, vẫn không luôn, vẫn không. Rồi không ở đâu? Hả? Lén không? Đi ra chơi ở vườn được tiệc đấy thôi. Ở vườn chỗ nào? Ra nhà bên vợ có cái vườn ổi rộng lắm. À, hung ở vườn ổi. À, đúng rồi. Ra giả vờ đi hái chay ổi đấy.
Ê, kiểu nó để ăn đi buổi hôm nay anh em ta xem là có cháy ổi nào chín ra đi. Thế bắt đầu là ra giả bộ thế nhưng mà cuối cùng là nói chuyện với nhau là hôn cái hôn đầu tiên là đăng ký kết hôn hôm sáng thì tối là gặp nhau hôn cái hôn đầu vậy tiên. Là hôm đầu tiên có nguyên giường ổi chứng kiến. Nhưng cô biết là chú định hôn cô không? Cô thì cô không có ý định như thế nhưng mà chú thì là hôn trộm, cái lúc đó là trộm hết. Trộm luôn đó hả? Nên là buồn cười. Cái đầu tiên là như kiểu ngại ngại ấy, nhưng lần thứ hai đến thứ ba cái lần là thích rồi. Bữa sao thích thế nhá anh nhỉ? Làm thêm cái nữa đi. Coi như bữa đó giường ổi là coi như nhìn thấy hết trơn luôn đó hả? Dạ, sau đó cái đêm đó ngủ được không cung? Nói chung cũng hồi hộp cháu. Tại vì thực sự là mình thấy nó bất ngờ. Thì vì từ trước đến giờ là vẫn giữ mà không dám làm gì hết, nhưng mà cái hôm ấy là chú mạnh dạn chú làm như thế thì mình cũng thấy hồi hộp mà cũng bâng khuâng. Tối về có tắm có giá rửa mặt rồi có chừa cái chỗ đó ra không? Có, cô cũng chừa cho đấy cứ giữ trước này. Cái hồi nó thiêng liêng lắm. Còn tối chú suy nghĩ gì về cái nụ hôn ở giường ổi đó chú? Suy nghĩ mình thấy là lần đầu tiên trong đời mà được hơn 10 con gái thấy nó cũng lâng lâng vui. Trời đã ha. Mà bao nhiêu năm mới được hôn nụ đầu tiên luôn hả? Đúng rồi. Mà kết hôn rồi mới hôn nhau. Trời ơi. Cái ngày đám cưới thì sao cô chú? Ngày đám cưới có vui không cô chú? À này lại còn cái đám cưới nữa. Tức là sau khi mà quyết định rồi làm lý lịch xong và khi mà chứng nhận rồi mang vào trình với lại thủ trưởng trong đơn vị là một ok rồi. Lúc ấy không nói ok giờ đâu, nó bảo được rồi. Thế là được rồi. Thế giờ là tôi về suy nghĩ thời gian xong rồi tôi nói là bây giờ báo cáo thủ trưởng là em muốn có một phái đoàn của đơn vị ra bên ngân hàng đầu tư tỉnh Sơn La như kiểu đại diện bên của đơn vị đấy sang ra ngoài đấy là hai bên gặp nhau nói chuyện. Thế bây giờ ông thủ trưởng bảo mày định ngày nào, vì ông cũng thân thiết mình cũng sống cũng làm việc có trách nhiệm với các thứ là ông thân thiết là mày định ngày nào. Thế mình bảo thôi bây giờ cơ quan thì thủ trưởng ông đại tá mà thủ trưởng cho vào ngày chủ nhật vì cơ quan họ nghỉ, thế để em báo với lại người yêu ở ngoài ngân hàng đầu tư là bên đơn vị không nói ngoài ngân hàng đầu tư nó có tổ chức công đoàn, đúng không? Công đoàn đứng lo cơm áo gạo tiền với lại đại khái cái liên quan cái gì công đoàn lo chứ thế là mình báo với người yêu là đấy ngày ấy là đơn vị sẽ ra. Thế ông điều một cái xe chở được 10 người xe ra thì cũng như kiểu thủ trưởng đại diện đơn vị đã nói là tôi là thủ trưởng của đồng chí Xỉu này ra coi là báo cáo với ngân hàng đầu tư là chúng tôi là đại diện nhà trai, thế là tạo điều kiện cho đồng chí Xỉu với lại cô Lan là tiếp tục tìm hiểu và tiến tới hôn nhân đại khái thế. Sau đó là thế là mình cũng có chuẩn bị vài mâm cơm rồi mời cái đoàn của bộ đội đấy với lại cái đoàn của ngân hàng được khoảng chắc là 3 mâm chống 30 người đó. À, vậy là cũng lớn rồi đó. Đấy. Với lại yêu gái ngân hàng mà cũng có tiền sẵn. Lúc đó mắc cỡ không cô? Nói chung là cũng mắc cỡ lắm. Hãnh diện nữa cô hả? Cô mắc cỡ mà thực sự là mọi người cứ bảo là coi như là cô là tốt số, là yêu được chú là đẹp trai. Đấy ai bảo là sĩ quan quân đội mà này. Sĩ quan quân đội. Đấy tiếp tục. Khi mà hai đơn vị với lại công đoàn với thủ trưởng đơn vị phái đoàn ra là làm việc là xong là người ta về, thế thì tôi ở lại. Thế là khoảng nửa tháng sau bắt đầu là vợ chồng về quê thì nói với lại gia đình bên bố mẹ tôi với các em là chuẩn bị cưới, không có cưới. Có luôn. Tức là cái lễ làm chuẩn bị lễ để sang hàng á là như đám cưới luôn rồi. Đúng rồi đó, chính xác vậy đó hả? Đấy, vì đâu có ba mẹ gì đâu. Không có ai hết. Đấy là đứa coi như là đám cưới vậy đó. Coi như đám cưới. Ủa vậy đó hả? Đấy, thế là... còn về quê ấy, thì là vợ chồng bàn nhau là về là báo hỷ thôi. Trời tức là thông báo với gia đình dưới kia là giờ chúng con là trên này đơn vị là đại diện một phái đoàn ra với ngân hàng đầu tư là hai bên như là làm việc là xong rồi chúng con đăng ký kết hôn rồi. Thì giờ chúng con ít bữa nữa sẽ về sẽ làm báo hỷ ở nhà. Thế thì mình mới nói với bên nội bên bố mẹ mình là bây giờ con chúng con sẽ về và sau đó chúng làm mấy người đại diện bên ở bên Nam Định sang bên vì có bà mẹ cô ấy đang ở quê mà. Yeah. Thế là mình mới mang cái lễ sang bên đấy là cũng nói chuyện là thưa với lại gia đình là chúng con đã làm ở trên kia xong rồi.
đơn vị đại diện đơn vị ra và ngân hàng đầu tư đã làm xong rồi. Hôm nay về là mang tính chất báo hỷ thôi, thì mình cũng làm cái lễ sang bên ngoại. Thế sau đó thì hẹn bên ngoại là vài hôm sau là họ lại chở phái đoàn sang. Thế là như kiểu hai bên gặp nhau thôi chứ không có đơn cưới. Đơn giản vậy ta. Đơn giản thì, thật ra là vậy là cái bữa mà làm ngân hàng đám cưới rồi. Đám cưới rồi vậy thì động phòng chứ. Vâng. Vẫn chưa. Vẫn chưa. Đến hôm về quê cũng bên nội cũng có một đoàn nhưng mà toàn bộ bằng xe đạp à. Thế là đi sang đón dâu. Nhưng mà xong rồi lại bên nhà cô cũng có một đoàn xe đạp nữa, thế là cùng nhau là đi sang bên đưa dâu về bên nội. Bên Ninh Bình sang Nam Định đấy. Rồi đãi lớn không cô? Nói chung là có vài mâm mà nói chung cái thời kỳ nó đơn giản lắm. Sao vài mâm hồi cả gì thịt một con heo coi là 70 kg. Ồ, mời cả họ luôn mà. Như vậy là lớn đó. Dạ. Vì heo nhà nuôi được. À vậy dạ. Tức là đám cưới chính thức báo hỷ là ở Ninh Bình chứ Nam Định. Nam Định đúng rồi. Dạ.